Tin giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường Khai giảng năm học giáo lý 2018-2019 tại giáo sứ Chánh Tòa Phú Cường Đúng 8 giờ 15 phút sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2018 Đông đảo thiếu nhi và phụ huynh đã quy tụ về nhà thờ Chánh Tòa Trang nghiêm xuất sắn tham dự thánh lễ Chủ nhật và khai giảng năm học giáo lý mới Trước khi bắt đầu thánh lễ, Cha sở An Tôn Hà Văn Minh đã đánh lên những hồi trống thật dài, chính thức tuyên bố khai giảng năm học giáo lý 2018-2019. Cha sở An Tôn rất vui mừng trước hình ảnh thật đẹp của buổi khai giảng, nét đẹp đến từ sự hợp nhất trong tình yêu Chúa, hợp nhất trong tình huynh đệ, trong tình thân gia đình yêu thương vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa. Sau bài chia sẻ của cha An Tôn là nghi thức tuyên hứa của các anh chị giáo lý viên và huynh trưởng, với quyết tâm phục vụ hướng dẫn các em trên con đường sống đạo tốt đẹp, giúp các em lớn lên trong Chúa bằng niềm tin của người Kitô Tô Hữu, để các em càng thăng tiến trong Chúa, trở thành người Kitô Tô Hữu đích thực, là chứng nhân cho Chúa giữa đời. Các em thiếu nhi cũng tuyên hứa quyết tâm cố gắng học tập thật tốt, trở nên con ngoan trò giỏi, và sẽ trở nên người con yêu của Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc 9 giờ 30 phút, cho sở làm phép khanh quàng và các em lãnh nhận khanh mới theo lớp mới của mình.